Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua ngày 3 tháng 8, Công an huyện Tiên Yên cho biết đã triệu tập một trong số những người thu tiền trái phép các phương tiện đi qua lối mở tạm để lên cao tốc Vân Đồn Móng Cái đoạn qua huyện Tiên Yên. Theo đó, người bị triệu tập là một người đàn ông sinh năm 1975, trú tại thôn Đông Dương, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, là công nhân lái máy xúc của công ty 138 đang làm việc ở công trường. Theo lời khai, đối tượng này đã nhận 520.000 đồng từ một người đàn ông mặc áo đen chưa rõ danh tính là lái xe 16 chỗ tự ý ra thu tiền các phương tiện đi vào cao tốc. Công an huyện Tiên Yên đang xác minh làm rõ danh tính người đàn ông trực tiếp thu tiền phương tiện để xử lý theo quy định. Trước đó, vào ngày 2 tháng 8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần áo đen tự ý thu tiền xe ô tô khi đi vào cao tốc Vân Đồn Móng Cái, mặc dù cao tốc này chưa đi vào hoạt động.